Rồi lên tiếp cho anh em hai bộ bình xăng con co xăng của CD90 hàng zin tháo xe nội địa Nhật về nha anh em. Tình trạng là bình zin tháo xe cực đẹp ha. À, anh em mua về vệ sinh xúc rửa lại xài. Mình bán là bao zin với anh em là nguyên zin ép tăng đa nè. Cháy ra đẹp long lanh ha. Bên trong ruột là phao zin đẹp không một lỗng nha. Co zin hết, toàn bộ là đúng đầu zin của tháo xe Honda nha. Hai bình này mình bán cho anh em giá là 700.000 bình thôi nha anh em. Đó, bình tình trạng là bình còn xanh lè 7 màu, cháy ga nè. Zin ép tăng đa đẹp long lanh ha. Đó, cháy ga đẹp long lanh. Không xước không lém gì hết ha. Bình còn 7 màu. Đây cái bình mình ghi mã A nè. Mình bán đồng giá hai bình này là 700.000 bình nha anh em, bình co luôn. Đó. Rất là đẹp. Rồi đây cái bình mã B ha. Đó. Hai bình này là còn xanh lè 7 màu ha, không lỗi gì hết nha anh em. Đó, hình sao hàng vậy. À, mình nói chung là mình mua hàng tháo xe bãi bển về mua sao bán vậy. À, đúng zin như hình, như mô tả. Còn anh em về cứ xúc rửa lại xài ha. Này mình chỉ mới có rửa sơ sơ ở ngoài cho anh em thôi. Đó, anh em về muốn ngon lành thì về tháo ra cho thợ nó vệ sinh lại xài ha. Đó. Rồi 700.000 bình, càng alo em.